Chương 841, về mặt thổ. Đây là lần đầu tiên lão mở mắt trong trăm năm bế quan. Lần mở mắt này không phải viên mãn mà mở ra, cứ như vậy, cũng ngang với việc trăm năm bế quan của lão đổ sông đổ biển. Khoảnh khắc mở mắt ra, như có một cổ phong bạo xuất hiện trong mắt lão, lão nhìn chầm chầm về phía trước, lúc này trong hư không, có ba người từ từ đi ra, càng lúc càng ngưng thực. Đó là một lão giả, một người trung niên, và một đứa trẻ áo đỏ. Hô Diên đạo hữu, chí bảo đâu, đứa trẻ áo đỏ mỉm cười, nhìn Hô Diên lão tổ, Hô Diên lão tổ hít sâu một hơi, cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Ba người này liên thủ mà tới, mới có thể phá được phòng hộ của bộ lạc mình, xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải vừa rồi lão quyết đoán bỏ qua bế quan, mở mắt ra, sợ là hiện giờ còn có những vấn đề khác nữa, dù sao cùng là trảm linh, mối quan hệ thoạt nhìn có vẻ hòa hợp, nhưng trên thực tế hoàn toàn chỉ vì lợi ích. Hiện giờ phân thần của bản thân bị diệt, Tu Vi không còn đỉnh phong, cho dù không để bọn họ ra tay, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách vơ vét một phen. Vẻ mặt hô duyên lão tổ âm lãnh, tay phải vung lên, ba tia sáng lập tức bay ra, hạ xuống trước mặt ba người. Đó là một thanh kiếm, một nhành cây, và một bình đan dược. Trong đó, rơi trước mặt đứa trẻ áo đỏ là bình đan dược, hơn nữa theo khí tức dao động, rõ ràng không bằng hai bảo vật kia, có chênh lệch rất lớn, thiên tòng bộ, hôm nay rời khỏi liên minh thiên đình. Nhưng mà, các ngươi không phải cực kỳ khẳng định, lão phu sẽ ngã xuống trong tay mạnh hạo sao, sau khi nhã bảo vật ra, hô diên lão tổ dững dưng nói, đôi mắt đứa trẻ áo đỏ lóe lên, hai người khác nhìn nhau, hơi mỉm cười, không hề nói gì. Ba người quay thân rời đi, hư vô gợn sóng, đã biến mất, cho đến khi xác định ba người đã đi, hô diên lão tổ mới phun ra một nguồn máu tươi. Đây là cái giá khi lão mạnh mẽ xuất quan, lúc này thân thể lão có phần mơ hồ, càng thêm già nua, trong mắt lão cũng hiện lên một tia lạnh lùng, với tâm cơ của bọn họ, tất có thể nhìn ra. Ta bằng lòng rời khỏi liên minh thiên đình, là để đổi lấy lão tổ vân thiên không thừa cơ ra tay, nếu lão ta có thể tiến vào thiên đình như ý nguyện. Mà ta bỏ ra ba món bảo vật, mục đích là đổi lấy mang viêm và yêu điệp không ủng hộ tiểu tặc mạnh hạo, hô diên lão tổ tính toán sâu xa trong trận chiến với mạnh hạo lão đã nhận ra bản thân không phải đối thủ cũng nhìn ra mạnh hạo nhất định sẽ truy sát đến mặt thổ cho nên mới mở miệng lấy cớ cho ba cường giả trảm linh này mục đích là đưa bảo vật đi chuyện này mọi người đều hiểu được không cần thiết phải nói ra mạnh hạo hô diên lão tổ nghiến răng hít sâu một hơi một lần nữa nhắm mắt lão muốn tận lực khôi phục lại đỉnh phong chỉ có như vậy mới có thể đấu một trận với mạnh hạo đối với mạnh hạo lão hận đến tận xương tủy đồng thời cũng kiên kỵ chưa từng có kẻ có vinh hạnh trở thành lôi linh đầu tiên của mạnh hạo tất nhiên là lão tổ lý gia lão tổ lý gia này đã có được tự do thoải mái từ lâu ở trong mặt nạ huyết tiên rất là tự tại chỉ cần không có lôi đình đánh lão chỉ cần miếng mở đông không dày vò lão lão sẽ rất thoải mái rồi về việc tộc nhân lý gia khi nào có thể tới cứu lão lão đã không còn chờ đợi một chút nào nữa gần như đã lãng quên lúc này chuyện lão muốn làm nhất chính là mỗi ngày đi giày vào quý thập cửu với lão tổ lý gia mà nói chuyển tất cả những đau đớn mà mình phải chịu lên người khác với số lượng gấp bội là việc sung sướng nhất trong cuộc đời lôi linh thứ hai của mạnh Hạo tất nhiên là quý thập cửu cho dù không phải lão ta tự nguyện nhưng do lão tổ lý gia khẩn khoản cầu xin mới giúp quý thập cửu có được vinh hạnh đặc biệt này mà lôi linh thứ ba chính là hô diên lão tổ vừa bị kéo vào trong mặt nạ huyết sắc chật vật đến cực điểm gần như sắp tiêu tán, vừa nhìn thấy hô duyên lão tổ, lão tổ lý gia lập tức kích động. Lão vừa kích động, thân thể liền bắt đầu phóng điện. Tất nhiên không thể thiếu một phen dày vò, thần thức mạnh hạo thu lại, không tiếp tục quan sát bảy nguyên anh trong đang điền tế luyện thì luôn nữa. Hắn đứng giữa không trung, huyết ngao ở bên cạnh, đang liếm vết thương của mình, trong mắt lộ vẻ hung tàn. Nó có thể cảm nhận được sát cơ của mạnh hạo vẫn chưa tiêu tan, mà còn nồng đậm hơn nữa, cũng dẫn tới sát lục của bản thân huyết ngao. Ánh mắt mạnh hạo quét qua biển tím, phân thần của hô duyên lão tổ tới đây, không có túi trữ vật, tất cả pháp bảo, đều xuất hiện giữa hư không. Điểm này trước đây hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng khi hắn tự mình mượn được tu vi trảm linh, mới ngộ ra được, cường giả trảm linh, có lẽ cũng có người dùng túi trữ vật, nhưng phần lớn, đều là mở ra một không gian thuộc về nguyên thần của bản thân. Đây cũng là chỗ khác biệt giữa tiên và phàm chẳng qua trong 10 phường thị, mạnh hạo phá hủy một loạt, diệt sát rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, trong túi trữ vật của bọn họ, có rất nhiều vật phẩm, cũng giúp mạnh hạo bổ sung một phần những hao tổn sau khi hoàn thành Nguyên Anh thứ bảy trầm ngâm, tộc nhân ô thần bộ trên biển tím dần tụ tập. Ai nấy nhìn mạnh hạo, vẻ mặt kích động. Trận chiến vừa rồi, bọn họ ở nơi xa, không thể nhìn thấy, nhưng vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được trận đấu kinh tâm động phách này. Phân thần của Hô Diên Lão Tổ, không biết có được bao nhiêu thành tu vi của bản thể chẳng qua so đấu cũng có thể nhận ra phân thần của lão không giống bình thường mạnh hạo trầm tư một chút nở nụ cười cho dù có được mấy thành tu vi hắn cũng không thể vì đối phương mạnh mẽ mà rút lui ngoài ra ba cường giả trảm linh kia cũng thú vị còn có vừa rồi hô diên lão tổ thỉnh bọn họ ra tay cũng ẩn chứa thâm ý những cường giả trảm linh này ai cũng mưu kế sâu xa không thể coi thường mạnh hạo hơi suy tư cuối đầu nhìn tộc nhân ô thần bộ phía dưới, ánh mắt lấp lánh, chúng ta. Về mặt thổ, mạnh hạo vung tay phải, lập tức cả biển tím ầm vang, một cự nhân biển tím khổng lồ đứng dậy từ mặt biển, nước biển rơi xuống, tạo thành những tiếng nổ lớn. Tiếp đó, người khổng lồ thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện, trong chớp mắt, trên biển tím, có bảy cự nhân biển tím đứng sừng sững. Bảy cự nhân này, mỗi người đều lớn cỡ nghìn trường, lúc này xuất hiện, tất cả đều có khuôn mặt mơ hồ nhưng vẫn có thể hơi nhìn ra được đó là vẻ mặt của mạnh hạo chúng ta đi mạnh hạo khoanh chân ngồi trên mình huyết ngao phi hành trên trời còn bảy cự nhân thì chạy theo ở dưới khiến cho sóng biển cuộn dân về bốn phía mang theo tộc nhân ô thần bộ chạy về mặt thổ từ xa nhìn lại giống như biển tím trở mình được mạnh hạo điều khiển từ từ lao tới dần dần trên biển tím u hồn vô tận dần ngưng tụ lại cho đến khi tiến tới gần đại môn mặt thổ số u hồn trên mặt biển đã đến gần 10 vạn, đăng bởi, admin, chương 842, về mặt thổ. 2. Những u hồn này trôi nổi, theo bảy cự nhân, theo biển tím cuộn trào, dùng về mặt thổ, một đường càng quét, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn trở, nước biển bắn tung, không ngừng nổ vang, kinh động đến mặt thổ, chấn động tất cả các thế lực ở mặt thổ. Khi hình dáng bảy cự nhân bị những tu sĩ mặt thổ ở xa xa nhìn thấy, trên mặt môn, đã ngưng tụ mấy vạn tu sĩ, ai nấy như gặp đại địch, nhìn sóng biển cuộn trào bên dưới, nhưng ngay khi bọn họ nhìn thấy, sóng biển ầm vang, sóng lớn đã tràn tới, đánh thẳng vào mặt môn, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Mặt môn chấn động rất mạnh, sơn mạch xung quanh cũng đều rung động, rất nhiều đá vụn rơi xuống, tất cả mọi người trên mặt môn ai nấy đều kinh hãi, chính lúc này, mạnh hạo giữa không trung đang xếp bằng trên mình huyết ngao. Huyết ngao lao tới, vừa mới tới gần lập tức có mấy chục tu sĩ nhào tới, muốn ngăn cản nó, nhưng bọn họ vừa mới xuất hiện, huyết ngao lập tức ngẩng đầu tru lên, khí tức trảm linh lan ra, phương thốn xuất hiện. Trong tiếng nổ, mấy chục tu sĩ Nguyên Anh đồng thời phun máu tươi, toàn bộ bay ngược lại, ai nấy vẻ mặt kinh hãi, có vẻ không thể tin tưởng, lại càng sợ hãi đến cực điểm, dị yêu trảm linh, đây là trảm linh chi thú. Cùng lúc mấy chục tu sĩ Nguyên Anh kia rút lui, huyết ngao đã đánh tới, bay thẳng về phía đại môn mặt thổ, xông vào trong mặt thổ. Đồng thời, trong sóng biển, bảy cự nhân cũng nhảy lên từ mặt biển, lập tức xông qua mặt môn, đặt chân lên vùng đất mặt thổ. Đó, đó là gì? Cự nhân do biển tím ngưng tụ mà thành, hắn lại. Lại có thể khống chế biển tím, không thể nào, làm sao mà lại có người có thể khống chế biển tím chứ? Ta biết hắn, hắn là đồ đằng thánh tổ của ô thần bộ năm đó, khi bảy cự nhân hạ xuống đất, cả mặt đất đều chấn động tu sĩ mặt thổ trên mặt môn ai nấy vẫn còn kinh hãi thì giọng nói của mạnh hạo vang vọng giữa không trung ta là đồ đằng thánh tổ của ô thần bộ thiên tòng bộ muốn diệt ô thần bộ ta hôm nay đến mặt thổ chỉ vì thiên tòng bộ chỉ để trảm toàn tộc thiên tòng bộ phân thần của hô diên lão tổ đã bị mạnh mổ trảm sát các bộ mặt thổ ai cản đường ta biển tím vô tình tất sẽ lan lên mặt thổ giọng nói mạnh hạo vang lên biển tím bên ngoài mặt môn lập tức ầm vang đồng thời mấy chục vạn u hồn cũng lao tới xông vào mặt thổ giọng nói mạnh hạo vang vọng bảy cự nhân cất bước khiến cho mặt đất rung động mấy chục vạn u hồn gào thét che lấp trời đất tất cả mọi thứ khiến cho mấy vạn người hít mạnh vào lúc này mấy vạn người trên mặt môn lại không có một ai ra tay ngăn trở bọn họ căn bản không thể ngăn cản cho dù là bảy cự nhân hay mấy chục vạn u hồn rồi cả trạm linh chi thú còn có biển tím đang gầm thét ngoài mặt môn tất cả đều không phải thứ mà bọn họ có thể lay chuyển nhất là theo lời nói của mạnh hạo phân thần của hô diên lão tổ đã bị trảm sát chuyện này lập tức chấn động tâm thần tất cả mọi người nhưng đa số không hề tin lời nói này nhưng cho dù thế nào mạnh hạo lúc này đã không phải người mà bọn họ có thể ngăn cản mấy vạn người không hề chậm trễ truyền việc này về bộ lạc của mình còn về giải quyết thế nào phải xem lựa chọn của các bộ lạc nhưng khiến bọn họ kinh hãi là khi truyền âm của bọn họ truyền về các bộ lạc thì không bộ lạc nào ở mặt thổ không lập tức truyền lệnh nghiêm cấm tộc nhân các bộ lạc tham dự vào phân tranh giữa ô thần bộ và thiên tòng bộ trên đường đi mạnh hạo không gặp bất cứ cản trở nào tất cả bộ lạc ở mặt thổ đều né tránh để bảy cự nhân rảo bước trên mặt đất mấy chục vạn u hồn gào thét tràn tới còn cả huyết ngao của mạnh hạo nơi nó đi qua khí tức trảm linh lộ ra, ngày hôm nay. Tên của Mạnh Hạo hoàn toàn chấn động cả mặt thổ, gần như ngay khi Mạnh Hạo bước vào mặt thổ, dựa theo chỉ dẫn của đám người ô linh, đi về phía ô thần bộ đang ở, lúc này bên ngoài ô thần bộ, chiến tranh vẫn tiếp diễn, Hắc Long Bộ rời đi, dẫn theo ba thành lực lượng của Kim ô Hắc Long Bộ, khiến thực lực ô thần bộ lạc giảm xuống không ít, chiến tranh đã kéo dài đến hơn nửa tháng rồi, lúc này vẫn còn đang tiếp tục. Cả ô thần bộ, hiện giờ có hơn 5 vạn tộc nhân, gần như đều được đưa ra chiến đấu, một lượng lớn yêu đàn chém giết, đại mao và những đồ đằng thánh tổ khác, như không hề biết mệt, lâm vào trong điên cuồng, thiên tòng bộ, đưa ra gần như là lực lượng toàn tộc, hơn 10 vạn tu sĩ, dẫn theo rất nhiều dị yêu, lại thêm đồ đằng thánh tổ của bọn họ. Trong trận chiến giữa hai bộ lạc này, cả hai đều tử thương nặng nề, vốn dĩ ô thần bộ không phải đối thủ, nhưng kinh thứ đằng điều tuân theo sứ mệnh năm đó mạnh hạo giao cho, bao bọc ô thần bộ. Kinh thứ lan tràn, ngăn cản từng đợt sát cơ của thiên tòng bộ, máu tươi, nhúng đầy mặt đất, hai bộ lạc chiến đấu, đã đến cao trào, tiếng chém giết liên tục vang lên, kinh thiên động địa, trận pháp của kim quan giáo. Cũng là một nguyên nhân giúp ô thần bộ có thể kiên trì đến hiện tại, còn cả chim anh vũ, miếng mở đông, thiên phương thú ra tay, với thiên tòng bộ mà nói, cũng là một trận huyết chiến hai bên đã chém giết đến đỏ mắt trong tiếng nổ dị yêu giữa không trung điên cuồng chém giết thời gian dần trôi cục diện càng lúc càng nguy hiểm cho ô thần bộ trên bầu trời thiên tòng bộ có hơn trăm tu sĩ nguyên anh hình thành uy áp bức người lại còn hơn hai mươi đồ đằng thánh tổ cho dù không phải trảm linh nhưng dao động của nguyên anh đại viên mãn vẫn rất kinh người tộc nhân bình thường càng nhiều dị yêu gầm thép khiến phong vân biến sắc thiên tòng bộ dù sao cũng là bộ lạc lớn tích lũy sâu dày, lại gần như là toàn tộc xuất chiến, Ô thần bộ căn bản không phải đối thủ, hiện giờ Ô thần bộ không ngừng co rụt lại, hoàn toàn lui vào trong trong phạm vi kinh thứ, tất cả dị yêu, tất cả tộc nhân đều vô cùng mỏi mệt, nhưng bọn họ không hề tuyệt vọng, trong bộ lạc có bức tượng mạnh hạo, bọn họ vây quanh bức tượng, kêu tên thánh tổ. Được sự dẫn dắt của những tộc nhân trải qua đợt di chuyển năm đó, những người đời sau như tự mình cảm nhận được nhiệt huyết dọc con đường di chuyển từ phía bắc tây mạch tới mặt thổ thông qua chuyện xưa những tộc nhân lớn tuổi kể lại nhưng kết cục thất bại vẫn dần dần xuất hiện kinh thứ đằng điều bảo vệ cũng dần dần xuất hiện tình trạng tan vỡ nhưng nó vẫn đang kiên trì giống như đại mao mang cự nhân cũng đang kiên trì không hề sợ chết có vẻ điên cuồng chấp nhất mang theo sứ mệnh năm đó khi mạnh hạo rời đi giao cho chúng cho dù là tử vong cũng vẫn bảo vệ ô thần bộ đại mao toàn thân đẫm máu mang cự nhân mất đi một con mắt, nhưng vẫn hung hãn như trước. Trong thiên tòng bộ, Trương Văn Tổ lạnh lùng nhìn phía dưới, tay phải vung lên, liền chọc lấy một tộc nhân ô thần bộ, bóp chặt cổ người đó, siết mạnh một cái, rắc một tiếng, liền bị siết đứt, đăng bởi, admin, chương 843, ta trở về rồi. Tháp tạp tộc, vân sơn tộc, cửu tinh tộc, ba tộc các ngươi ra tay từ bên phải, phi vân tộc, hồng sơn tộc, bành lai tộc, các ngươi đánh từ bên trái trận chiến này sắp kết thúc rồi, tộc nhân thiên tòng chủ bộ, đánh thẳng tới. Đạp bằng nơi này. Ô thần bộ, già trẻ lớn bé, không lưu một mạng, trương văn tổ dững dưng nói, trong mắt lóe lên sát cơ, gã chính là kiêu tử chủ trì trận chiến này của thiên tòng bộ, giữa không trung. Tộc công và đại tế tự của thiên tòng bộ lạnh lùng nhìn xuống mặt đất, sát cơ ngập tràn. Bọn họ rất đồng ý với sắp xếp của Trương Văn Tổ, trận chiến này sắp kết thúc rồi thiên tòng bộ dựa theo sắp xếp của trương văn tổ đánh tới từ ba phía giống như ba lưỡi dao sắt đâm thẳng vào ô thần bộ vết chốc lập tức trở nên ác liệt mà trong thiên tòng bộ từng chiếc chiến xa do pháp bảo tạo thành thỉnh thoảng lại bắn ra một dải cầu vòng kinh người không ngừng phá hủy tất cả chướng ngại phía trước khiến cho ô thần bộ ngày càng nguy hiểm giữa không trung hơn trăm tu sĩ nguyên anh hơn hai mươi đồ đằng thánh tổ thể hiện sức chiến đấu đỉnh phong áp chế tất cả thế lực như vậy cho dù ở nam vực cũng có thể sánh với một tông môn mạnh mẽ chiến tranh tàn khốc ô thần bộ co cụm lại kinh thứ đằng đều điên cuồng khiến cho thuật pháp thần thông nơi này rất rực rỡ tiếng nổ ầm ầm khắp chính tầng trời chim anh vũ ở giữa không trung cũng đã đỏ mắt nó nhìn thấy từng tộc nhân ô thần bộ ngã xuống cảm giác ngày càng khó chịu khiến nó nghĩ đến một số ký ức làm cho nó khó chịu trong trí nhớ thân thể miếng mở đông run rẩy nhìn xuống mặt đất nhìn khắp xung quanh cho dù có thân thể bất tử, nhưng giống như chim anh vũ, nhìn những tu sĩ bên mình từng người ngã xuống, loại cảm giác này, vô cùng đau đớn, lão điểu, ngươi làm gì mà không giải khai phong ấn, giết chết bọn chúng, mẹ nó, ta không giải được, không giải được, chim anh vũ gào lên, đỏ mắt xông tới, ô thần bộ tiếp tục co cụm, trong tiếng nổ vang trời, đã bỏ qua tiếng công, đổi thành phòng thủ, xung quanh toàn bộ là tộc nhân thiên tòng bộ, liên hợp với hai mươi mấy đồ đằng và hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh ra tay. Kim thứ đằng đều liên tục tan vỡ, xem ra, không cần lâu nữa, liền sẽ tử vong. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên gần đó, tiếp đó, có thể thấy được hơn ba mươi tộc nhân thiên tổng bộ liên thủ, khi một cây trụ khổng lồ màu đen không ai một mình ôm nổi, trên cây trụ có khắc vô số hung thú, đầy vẻ thương tan cổ lão, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, được hơn ba mươi người khiên tới. Ba mươi mấy người này, ai nấy vẻ mặt đỏ bừng, mồ hôi lã chả, giống như thứ này cực kỳ nặng, cho dù bọn họ có phối hợp, cũng không thể khiên được quá lâu. Cây trụ như vậy, trên chiến trường không chỉ có một, mà là ba cây. Ba phía quanh ô thần bộ, đều có một cây trụ như vậy, dài khoảng trăm trượng, từ từ được di chuyển tới. Nhìn từ trên trời, ba cây trụ này, giống như ba cây đinh khổng lồ, phát ra khí đen, trên đó như dính oán khí của vô số hung thú, không ngừng lẫn vẩn trấn áp giữa không trung ánh mắt trương văn tổ sáng lên đột nhiên mở miệng ngay khi gã mở miệng tất cả tộc nhân thiên tòng bộ lập tức cất lên những chú ngữ phức tạp âm thanh vang động dần dần kinh thiên động địa tạo thành sóng âm trong làn sóng âm bên ngoài ô thần bộ ba cây đinh khổng lồ đột nhiên như bị chú ngữ này dẫn dắt lại lơ lửng bay lên dựng đứng giữa không trung chết đi tộc công và đại tế tự của thiên tòng bộ giơ tay phải lên vỗ lên trán mình toàn thân hai người đó lập tức chấn động phun ra máu tươi vẻ mặt vặn vẹo cất lên phần chú ngữ phức tạp cuối cùng chú ngữ này như hấp thu sinh mệnh của hai người lúc vang lên vang vọng cả chiến trường khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đều nhất thời hoảng hốt giống như bị nhiếp hồn vậy tiếp đó ba cây đinh khổng lồ đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất tầm một tiếng ba cây đinh khổng lồ ở ba phía ô thần bộ đồng thời rơi xuống cắm thẳng vào mặt đất ngay khi nó cắm vào mặt đất một lồng sáng màu đen khổng lồ lập tức giáng xuống nối liền ba cây đinh bao phủ ô thần bộ vào trong đồng thời tộc nhân ô thần bộ ở trong lồng sáng tất cả mọi người nam nữ già trẻ kể cả yêu đàn lập tức xuất hiện dấu hiệu khô héo tiếp đó tu sĩ nguyên anh và đồ đằng thánh tổ của thiên tòng bộ giữa không trung chia làm ba nhóm hạ xuống xung quanh ba cây đinh khổng lồ bắt đầu bộc lộ tu vi đánh từ trên xuống cây đinh mỗi lần đánh xuống ba cây đinh lại đâm sâu xuống đất mấy trượng Kéo theo đó, màn sáng màu đen cũng nồng đậm thêm một chút, dường như còn có vô số tia chớp chạy trong đó, dấu hiệu khô héo trên người tộc nhân Ô thần bộ càng thêm nghiêm trọng, ai nấy lộ vẻ tuyệt vọng, thực giống như Thiên Tòng bộ từng nói, diệt tuyệt toàn tộc, không lưu một ai, tam thế diệt linh đinh. Bảo vật này là chí bảo Thiên Tòng bộ ta, nếu không phải Ô thần bộ luôn luôn chống đối, chúng ta cũng không muốn đem ra dùng, hy vọng sinh cơ toàn tộc bọn chúng sẽ có thể trợ giúp được lão tổ một phần nào tộc công và đại tế tự của thiên tòng bộ thở vào nhẹ nhõm, trận chiến kéo dài hơn nửa tháng này, đến bây giờ, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Không chỉ mỗi hai người họ thở vào, tộc nhân thiên tòng bộ xung quanh cũng vậy, chỉ có Trương Văn Tổ, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt vẫn còn chút hưng phấn với chém giết, cũng ngoan cường đấy, nhưng càng dãy dụa, sinh cơ tiêu tán càng nhanh, tử vong cũng càng nhanh, tiếng nổ không ngừng vang lên, cây đinh càng cắm sâu vào lòng đất, tộc nhân ô thần bộ càng thêm gầy còm, thiên phương thú, đại mao cũng không hề ngoại lệ, tuyệt vọng cũng có, nhưng trong dãy dụa còn rất nhiều ánh mắt quán độc và điên cuồng, dung hợp lại một chỗ, hóa thành thù hận. Thù hận này, cần máu tươi để hóa giải, cần diệt tộc mới có thể biến mất, dãy dụa vô dụng, đại tế tự thiên tòng bộ dững dưng nói, muốn trách, chỉ có thể trách đồ đằng thánh tổ của các ngươi, giết phải người không nên giết, chọc vào lão tổ thiên tòng bộ ta. Người mà vốn không nên chọc vào có lẽ hắn lúc này đã chết rồi, chết dưới tay phân thần của hô diên lão tổ, tộc công của thiên tòng bộ mỉm cười, vẻ mặt có phần kiêu ngạo, ánh mắt nhìn ô thần bộ, có một chút kinh miệt, chết con mẹ ngươi, ai có chết hắn cũng không. Ủa? Hả? Chim anh vũ ở giữa không trung trong lòng sáng, nghe vậy lập tức mắng lại, nhưng còn chưa nói dứt lời, đột nhiên ngay ra, hơi dừng lại, nhìn về phía xa, đúng lúc ô thần bộ sắp không kiên trì được nữa, trong lúc chim anh vũ nhìn về phía xa xa, thì mặt đất đột nhiên chấn động. Chấn động này không phải do cây đinh cắm vào mặt đất, mà còn mạnh mẽ, khổng lồ hơn, kinh thiên động địa, như ở phương xa, có những cự nhân đang chạy tới, bước chân hạ xuống, chấn động mặt đất rung rẩy. Tiếp đó, mùi mặn của biển, phả thẳng vào mặt, trên bầu trời, lại nổi lên một trận cuồng phong, thổi tung các bụi. Ở trong đó, còn có một luồng sát khí ngập trời khuếch tán, đăng bởi. Admin, chương 844, ta trở về rồi. 2. Chấn động này, đầu tiên bị tộc nhân thiên tòng bộ phát giác, ngay sau đó hơn trăm nguyên anh và ba mươi mấy đồ đằng thánh tổ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ nhìn thấy, trên bầu trời, xuất hiện cuồng phong, cuồng phong lạnh lẽo, cuồng cuồng, mà ở trong đó, có mấy chục vạn, u hồn. Ngay khi nhìn thấy những u hồn này, hơn trăm tu sĩ nguyên anh và đồ đằng thánh tổ, đều hít sâu một hơi, lúc này, các tộc nhân khác của thiên tòng bộ cũng đều nhìn thấy cảnh này, đồng thời. tiếng động trên mặt đất càng thêm mạnh mẽ, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy, ở nơi xa, cùng với chấn động, là bảy thân người khổng lồ, một bước nhảy phát ra tiếng ầm ầm, đạp lên mặt đất. Đó là bảy người khổng lồ màu tím cao đến nghìn trượng, mùi vị của biển, vô cùng nồng đậm. Bảy người khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức khiến tất cả tộc nhân thiên tòng bộ hít sâu một hơi, đây là cái gì? trương văn tổ ngay ra mở to mắt có vẻ không thể tin tưởng tâm thần gã chấn động mạnh mẽ vừa nhìn đã nhận ra bảy người khổng lồ kia được tạo thành từ cái gì biển tím bọn họ là người khổng lồ do biển tím tạo thành đại tế tự của thiên tòng bộ lúc này thất thanh hét lên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi người khổng lồ biển tím tên khổng lồ đi đầu cầm trong tay là tộc công thiên tòng bộ nheo mắt nhìn kỹ ngay khi lão nheo mắt nhìn đại tế tự và các tu sĩ nguyên anh của thiên tòng bộ cũng đều phát hiện ra, đồng loạt nhìn tới. Khi ánh mắt của bọn họ tập trung lên đó, thì tất cả mọi người như ngừng thở, tộc nhân của ô thần bộ, là những tộc nhân ô thần tộc lúc trước bị bắt giữ, đưa tới 10 phường thị, những tu sĩ của thiên tòng bộ ai cũng kinh hãi. đột nhiên, trên bầu trời, trong cuồng phong, có một cái bóng màu đỏ khổng lồ lao ra. Tốc độ nó cực nhanh, dẫn tới sát khí ngập trời, trời đất biến sắc, gió mây xoay vần, hình thành uy áp kinh người, lao thẳng về phía thiên tòng bộ. Uy áp này mạnh mẽ, khiến mọi người cảm thấy giống như thiên uy. Đó là một con ngao khuyển màu máu khổng lồ, đỉnh đầu ngao khuyển, có một người đàn ông mặc đồ xanh đứng đó, mái tóc tung bay, đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm, như có sát cơ nồng đậm vô biên, bộc phát trên cơ thể hắn. Mạnh hạo, trương văn cổ thở gấp, lập tức nhận ra mạnh hạo. Năm đó ở bên ngoài mặt môn, ấn tượng của gã với Mạnh Hạo cực kỳ sâu sắc, cùng nhận ra Mạnh Hạo còn có tộc công và đại tế tự của Thiên Tòng Bộ cùng với một số tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức chấn động, bọn họ biết rõ, phân thần của lão tổ trước đó đã đi truy sát Mạnh Hạo, nhưng hiện giờ, Mạnh Hạo tới đây, ý nghĩa trong đó khiến mọi người không khỏi chấn động, cũng vào lúc này, trong những tộc nhân ô thần bộ bị bao bọc trong màn sáng, có những lão nhân đi theo mạnh hạo di chuyển năm đó, ai nấy cũng run rẩy, nhìn cả lên không trung, nhìn mạnh hạo đứng trên mình huyết ngao. So với hơn 100 năm trước, gần như không có gì khác biệt, trong hoảng hốt, bọn họ kích động run rẩy, cung nên thánh tổ đại nhân trở về, những người sinh ra trong hơn trăm năm này, hoặc là sau này mới gia nhập ô thần bộ, ai nấy ngay ra một chút. Khoảnh khắc nhìn thấy mạnh hạo, bộ dạng của mạnh hạo, dung hợp với bức tượng mạnh hạo trong đầu họ, tạo nên sự kích động. Cung nên thánh tổ đại nhân trở về, cung nên thánh tổ đại nhân trở về. Giọng nói của bọn họ vang vọng khắp nơi, mang theo hy vọng cuộc khởi, lại còn kích động đến điên cuồng. Giọng nói của Mạnh Hạo cũng ngay lúc này truyền khắp bốn phương, ta trở về rồi, chỉ bốn chữ đơn giản, được Mạnh Hạo nói ra, truyền khắp chiến trường, truyền vào tai tộc nhân thiên tòng bộ, lại khiến nhiều người hít mạnh. Mà truyền vào tai tộc nhân ô thần bộ trong màn sáng, lại khiến họ kích động điên cuồng. Bốn chữ này, mang theo một phần ấy nấy, lại còn sát cơ muốn diệt toàn tộc thiên tòng bộ, vang vọng, mạnh hạo nhìn đại mau thân mình tàn tạ, ánh mắt ảm đạm, lại nhìn mang cự nhân đang run rẩy, nhìn tất cả những khuôn mặt quen thuộc theo hắn trong đợt di chuyển năm đó trong ô thần bộ. Hắn thấy được ô trần, thấy được những gì yêu năm đó hắn để lại, còn cả khuôn mặt kim quan giáo, tất cả mọi thứ, đều hiện lên trong mắt mạnh hạo, in vào trong đầu hắn. Xa cách hơn 100 năm, ở một khắc này, trong cảm thụ của Mạnh Hạo cũng không phải là dài dằn dặc nhưng đối với ô thần bộ mà nói, hơn 100 năm, đã là rất lâu, ta trở về rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, nhân quả giữa hắn và ô thần bộ, từ lâu đã không nở dứt bỏ, lúc này nhìn thấy ô thần bộ thê thảm, sát khí trên người Mạnh Hạo lập tức trào dân, đồng thời, tộc nhân thiên tòng bộ hít thở gấp lên, nhưng rất nhanh, sát cơ liền xuất hiện trong mắt tộc công thiên tòng bộ có thể chạy thoát sự truy sát của lão tổ quả thực có chút bản lĩnh nhưng ngươi đã tự chui đầu vào rọ hôm nay nhất định sẽ chết ở nơi này tộc nhân thiên tòng bộ giết chết người này diệt toàn tộc ô thần bộ đại tế tự thiên tòng bộ đột nhiên cất lời giọng nói vang lên tất cả tộc nhân thiên tòng bộ lập tức gầm thét trương văn tổ giữa không trung ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm cùng chờ mong ngươi lại xuất hiện rồi lần này ta muốn đấu một trận với ngươi ấn tượng của trương văn tổ với mạnh hạo năm đó vô cùng sâu sắc lúc này chiến ý cũng theo đó bộc phát hơn trăm tu sĩ nguyên anh xung quanh còn cả ba mấy đồ đằng thánh tổ ai nấy đều sát khí đằng đằng đúng lúc đang muốn xông lên đột nhiên huyết ngao dưới chân mạnh hạo ngẩng đầu gầm lên kèm một chút khinh miệt trong tiếng gầm khí tức trảm linh thuộc về huyết ngao đột nhiên bộc phát khí tức vừa truyền ra lập tức dẫn tới cùng phong vô hình lấy huyết ngao làm trung tâm ầm ầm xoay tròn tất cả tộc nhân thiên tòng bộ tiếp xúc với khí tức này dù là nguyên anh hay đồ đằng thánh tổ cũng đều tái mặt lộ vẻ kinh hãi đồng thời không thể tin tưởng trảm linh đây là dị yêu trảm linh đúng lúc này mặt đất chấn động mãnh liệt bảy người khổng lồ ầm ầm lao tới sải chân rất rộng tốc độ cực nhanh hoặc nhìn đã sắp tới gần còn cả mấy chục vạn u hồn mang theo sự lạnh lẽo vô biên lập tức khiến cả chiến trường như hóa đá nhưng huyết ngao dưới chân mạnh hạo còn nhanh hơn ầm ầm lao tới, hóa thành một tia sáng đỏ tươi, từ trên không trung lao thẳng tới màn sáng màu đen đang bao bọc ô thần bộ, mạnh hạo lắc mình, lập tức hóa thành làn khói, ẩn trong hắc nguyệt, lúc xuất hiện, đã ở bên cạnh một cây đinh, đồng thời mở ra đệ tam mệnh, cùng lúc đó, chim anh vũ và miếng mở đông dùng tốc độ cực nhanh, lập tức tiến tới, đầu trên vai mạnh hạo, giống như tìm được người tâm phúc, lập tức diễu võ dương oai, đắc ý vô cùng, đến đây, mẹ các ngươi, các ngươi hiện giờ tới đi. Sức mạnh vừa rồi đi đâu rồi? Mẹ các ngươi, dám chọc ngũ gia, tiểu hạo tử, đi, đánh bọn chúng, hừ hừ, tam gia lần này không độ hóa các ngươi, tam gia muốn đùa các ngươi đến chết, tiểu hạo tử, đi, chơi chúng nó, đăng bởi, admin, chương 845, phá trận. Vẻ mặt mạnh hạo hơi đen lại, không để ý đến chim anh vũ và miếng mỡ đông, ra tay dùng đệ tam mệnh, sức chiến đấu bốn lần nguyên anh đại viên mãn, lập tức dẫn tới gần sóng giữa trời đất, ầm, uhm, tu vi của mạnh hạo bộc phát, sức chiến đấu bốn lần nguyên anh đại viên mãn lan ra xung quanh, tay phải hắn đưa lên chỉ xuống dưới. Một chỉ này nhìn thì bình thường, nhưng lại có khí tím truyền ra, chính là tử khí trảm của mạnh hạo, khí tím kia biến thành lưỡi đao, chém thẳng xuống, đi qua người một tu sĩ nguyên anh của thiên tòng bộ. Khoảnh khắc sau, tu sĩ nguyên anh này trợn tròn mắt, nổ ầm một tiếng, liền chia thành hai nửa, giết. Giết chết bọn chúng, chim anh vũ hưng phấn kêu lên, nó cảm thấy cơn giận của nó, cuối cùng cũng được giải phóng một chút, tốc độ mạnh hạo cực nhanh, đánh tới, đồng thời toàn thân huyết ngao lấp lánh ánh đỏ, từng sợi lông màu đỏ hóa thành hư ảnh, xoay chuyển xung quanh người nó, hình thành một lốc xoáy màu đỏ, nơi nó đi qua, như vào chốn không ngươi, quét sạch mọi thứ, cho dù là đồ đằng hay nguyên anh, chỉ cần va chạm, lập tức gào lên thảm thiết thân thể tan vỡ, hình thần câu diệt, đây không phải là chiến tranh, đây là đồ sát, mấy chục vạn u hồn kia, lạnh lẽo, vô tình, tràn tới đâu, tất cả tộc nhân bình thường của thiên tòng bộ rung rẩy, sinh cơ tắt ngấm, kinh người nhất là, bảy người khổng lồ kia, sau khi tới gần, lập tức sử dụng thân thể, liên tục đấm xuống, mặt đất liền xuất hiện những khe nước sâu. Khiến người ta chấn động là, lực lượng diệt tuyệt trên người chúng, chỉ cần gặp phải sinh mệnh, liền diệt sạch cả chiến trường lập tức đại loạn cảnh tượng này xuất hiện lập tức khiến tộc công và đại tế tự của thiên tòng bộ hít sâu không thể tin tưởng trương văn tổ trợn tròn mắt hoàn toàn ngây ra gã vốn còn định đấu một trận với mạnh hạo nhưng lúc này nhìn nơi nào mạnh hạo đi qua tu sĩ nguyên anh không ai có thể giao thủ với hắn quá một lần hít thở đặc biệt là khi nhìn thấy một trưởng lão nguyên anh hậu kỳ hiển hách trong tộc yếu ớt đến mức đối diện mạnh hạo chỉ một chỉ thôi đã hoàn toàn tan vỡ Tiếng gào thảm thiết của ông ta còn vang vọng bên tai gã, khiến cơ thể gã rung lên, hoàn toàn mất đi ý niệm chiến đấu với mạnh hạo trong đầu, ngăn cản bọn họ rút diệt linh đinh. Ngay lúc bọn họ kinh hãi, tộc công thiên tòng bộ đột nhiên nheo mắt lại, gầm lên, tiến tới trước một bước, lao về phía mạnh hạo. Đồng thời, xung quanh mạnh hạo, có ba mấy tu sĩ nguyên anh, còn bảy tám đồ đằng thánh tổ, đồng thời ngăn cản, cản trở mạnh hạo tiếp cận diệt linh đinh. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo rất mạnh, tay phải vung về phía trước, cuồng phong lập tức nổi lên. Lực lượng bốn lần Nguyên Anh đại viên mãn, lập tức ầm ầm phóng ra, khiến bảy tám tu sĩ Nguyên Anh ngăn cản trước mặt hắn đồng loạt phun máu, bay ngược trở lại, sắc mặt trắng bệch, trong đó có hai người lập tức tan vỡ chết đi, đồng thời, Mạnh Hạo chọc vào hư không, ma thương xuất hiện, đâm ngược về phía sau lưng. Ma thương hóa thành làn sương đen, có vẻ dữ tợn, nuốt bảy tám người đã lao tới sau lưng Mạnh Hạo. Đi đến đâu, nơi đó nổ vang liên tục, Mạnh Hạo không hề dừng lại, lắc mình, xuất hiện trước mặt một đồ đằng thánh tổ, sát cơ trong mắt lóe lên, tay phải đấm tới, ầm, uhm, đồ đằng thánh tổ có bộ dạng giống bò tót kia, mang theo biểu tình không thể tin nổi, thân thể chia năm xẻ bảy, máu thịt tung tóe, tạo thành sương máu, Mạnh Hạo xuyên thẳng qua, dẫn tới tiếng hít mạnh xung quanh, ngay cả bảy tám tu sĩ nguyên anh khác đang định ngăn cản mạnh hạo cũng đều chấn động mạnh mẽ dừng lại không dám cản trở một đường thẳng tiến mạnh hạo xuất hiện trên cây diệt linh đinh kia tay phải đưa lên ấn lên cây đinh nhổ mạnh ném lên chỉ một động tác cây đinh khổng lồ lập tức từ từ bị nhổ lên nhưng đúng lúc này tộc công thiên tòng bộ tới nơi nhìn thấy cảnh này sát cơ trong mắt tộc công mãnh liệt ông ta biết rõ không thể để diệt linh đinh bị rút ra nếu không tộc nhân ô thần bộ lao ra đối với thiên tòng bộ bọn họ mà nói quả là họa vô đơn chí bằng bất cứ giá nào ngăn cản hắn tộc công thiên tòng bộ gào lên tu sĩ nguyên anh của thiên tòng bộ xung quanh nghiến răng mười mấy người và bảy tám đồ đằng thánh tổ đồng thời lao tới mạnh hạo nhìn thấy những người này sắp tới gần khóe miệng mạnh hạo lộ nụ cười lạnh đệ tứ mệnh hắn lập tức mở ra đệ tứ mệnh tầm một tiếng sức chiến đấu tám lần nguyên anh đại viên mãn bộc phát ngay khi mọi người tới gần liền va chạm với khí thế vô hình mạnh hạo phát ra trong tiếng nổ tất cả tu sĩ nguyên anh xung quanh mạnh hạo kể cả đồ đằng thánh tổ đều phun máu tươi ngay cả tộc công thiên tòng bộ cũng phun máu lui lại lộ vẻ hoảng sợ chưa từng có lặng nhìn mạnh hạo vung lên cây đinh khổng lồ kia bị rút ra khỏi mặt đất bị mạnh hạo nhổ ra ở giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ lớn cỡ bàn tay rơi vào trong tay mạnh hạo ba cây đinh thiếu mất một màn sáng bao phủ ô thần bộ lập tức vặn vẹo sinh cơ bị tước đoạt trong đó từ từ trở lại tất cả tộc nhân ô thần bộ đều có vẻ phấn chấn cảnh tượng này một lần nữa chấn động tất cả mọi người hắn hắn có tu vi thế nào đây không phải nguyên anh đại viên mãn đây là nửa bước trảm linh trong lúc mọi người còn đang kinh hãi lại có tiếng nổ vang truyền ra từ vị trí cây đinh thứ hai mặt đất chấn động cây đinh thứ hai bị huyết ngao sau khi giết chết tất cả tu sĩ nguyên anh và đồ đằng thánh tổ cảng đường vỗ cho bay đi thậm chí lực lượng của nó lớn đến mức khi cây đinh bị đánh bay trên mặt đất còn lưu lại một vết nứt lớn mất đi hai cây đinh màn sáng vạn vẹo rất mạnh trong đó không còn bất cứ sinh cơ nào đã cướp đoạt ngược lại còn đảo ngược tất cả sinh cơ bị cướp đi một lần nữa trở lại cây đinh bị huyết ngao đánh bay lên không trung mạnh hạo lắc mình tay phải chỉ vào hư không cây diệp linh đinh bị đánh bay này lập tức chấn động, nhanh chóng thu nhỏ, lại rơi vào trong tay mạnh hạo, hắn không hề dừng lại, lao thẳng về phía cây đinh thứ ba, tất cả những người ngăn cản, còn chưa tới gần, đã thấy ánh sáng đỏ lóe lên, bị huyết ngao lao tới, tác bay ra ngoài, tất cả những ai bị nó đánh, đều máu thịt tung bay, tan xương nát thịt, ầm, mạnh hạo đưa tay lên, đánh lên cây đinh thứ ba, diệp linh đinh chấn động, ầm một tiếng, bay ra khỏi mặt đất, màn sáng tan nát, tộc nhân ô thần bộ nhanh chóng khôi phục, sát khí ngập trời lao ra, giết, giết chóc cuộc khởi, tộc nhân ô thần bộ đồng loạt gầm lên, phấn chấn tinh thần, nhất là những lão nhân từng theo mạnh hạo di chuyển năm ấy, đều nhiệt huyết bừng bừng, như trở về những năm tháng tráng niên, lộ ra ánh sáng như ngọc trong máu và lửa, mà những tộc nhân xuất hiện trong vòng hơn trăm năm nay, lúc này cũng cảm nhận được nhiệt huyết bừng cháy. Đó là những câu chuyện về đợt di chuyển từng được thế hệ trước truyền lại lúc này hiện ra trước mắt, không còn là bức họa nữa, mà đã trở nên chân thực, đăng bởi, admin, chương 846, tuyệt địa. Ô thần bộ, sớm đã không còn là ô thần ngũ bộ năm đó, cũng không phải là tộc quần cần mạnh hạo bảo vệ trong thiên di. Ô thần bộ hiện giờ, cho dù là thiên tòng đại bộ, cũng phải toàn lực ra tay mới có thể diệt sát được, mà bọn họ xông ra, sát cơ quật khởi, cường hãn và điên cuồng tồn tại trong cốt tủy, lúc này cũng bộc phát mấy vạn tộc nhân ô thần bộ xông ra toàn bộ còn có rất đông dị yêu đại mau mang cự nhân tu sĩ nguyên anh của bộ lạc còn cả những đồ đằng khác đồng thời xuất hiện dết vào trong thiên tòng bộ tiếng chém dết liên tục vang lên mạnh hạo giữa không trung giơ tay phải lên cây đinh thứ ba lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn đem thu nó lại đôi mắt mạnh hạo lấp lánh hàng mang khuyết ngao gầm lên thân thể lập tức biến mất nhưng không hề giết người mà hóa thành một vệt sáng đỏ chói mắt, giống như một cái lồng khổng lồ, bao phủ khắp xung quanh lại, phong chết đường lui của thiên tòng bộ. Chỉ là, lúc huyết ngao hóa thành lồng sáng, đôi mắt chim anh vũ trên vai mạnh hạo, đột nhiên sáng lên, nhìn chầm chầm vào thân thể huyết ngao, há mồm ra. Cơ thể nó như bị chấn động, sau đó là hưng phấn mãnh liệt, đột nhiên đôi mắt như bừng lên ngọn lửa, đồng thời, bảy người khổng lồ, mỗi lần vung tay, đều phát ra quang mang kinh thiên, nơi nó đi qua, toàn bộ thân thể của tất cả tu sĩ đều bị diệt tuyệt. mấy chục vạn u hồn cũng mang theo hàng khí vô tận, nơi nó đi qua, sinh cơ hoàn toàn biến mất. đây là một trường hoàn toàn đồ sát, tộc nhân ô thần bộ cũng là một lưỡi dao sắc bén trong trận đồ sát này, mang theo sự dữ tận, mang theo sự thù hận, cùng quyết tâm không đội trời chung, gào thét lao tới, mạnh hạo lắc mình lao tới, lập tức xuất hiện bên cạnh một tu sĩ nguyên anh. Tu sĩ này là một lão bà, mặt trường bào màu lục, lúc này sắc mặt trắng bệch, bị một màn kịch biến vì Mạnh Hạo bất thình lình xuất hiện tạo ra, làm cho chấn động hoàn toàn. Bà ta nhìn cảnh chém giết khắp xung quanh, lập tức đau đầu, đang muốn rút lui, đột nhiên chấn động trong lòng, phát giác được thân ảnh của Mạnh Hạo, lão bà nheo mắt lại, không hề chần chừ cắn nát đầu lưỡi phun ra máu tươi, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức có mấy chục pháp bảo được lấy ra, vào giờ phút nguy cơ này bà ta không để ý tất cả, pháp bảo xuất hiện, ánh sáng đồ đằng của bà ta ảo hóa ra, hóa thành các loại đồ đằng, đồng thời, thân thể bà ta cũng nhanh chóng khô héo, dường như bước ra phần lớn sinh mệnh hóa thành tu vi, tiếng nổ vang vọng, vẻ mặt bà ta trở nên dữ tợn, mạnh hạo lại dững dưng, không hề né tránh, cất bước tới, tay phải chọc vào hư không, ma thương trong tay, đâm thẳng tới trước, một thương này, dẫn đến tiếng nổ kinh thiên, xé rách toàn bộ pháp bảo phá vỡ tất cả đồ đằng của bà ta, đâm thẳng xuyên trán bà ta, bà ta trợn tròn mắt, ngay ra nhìn Mạnh Hạo, ầm một tiếng nổ tung, Nguyên Anh yếu đuối đang muốn chạy trốn, liền bị Mạnh Hạo chộp lấy, bóp chặt trong bàn tay, cảnh tượng này, lập tức khiến ba đồ đằng thánh tổ đang cắn răng đánh lén Mạnh Hạo hít một hơi thật sâu. Chúng đang muốn rút lui, thì Mạnh Hạo đã quay đầu, mắt sáng như điện, lôi, giữa chiến trường đẫm máu, giọng nói của Mạnh Hạo không lớn, có vẻ không đáng kể. Nhưng khi hắn tức lời, trời đất ầm vang, bảy tia sấm chớp khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không, đó là bảy tia chớp màu đỏ, mang theo ý chí của thiên kiếp, lúc giáng xuống, như ẩn chứa cả ý chí của Mạnh Hạo, lao thẳng về phía ba đồ đằng thánh tổ kia, ba dị yêu này lập tức kinh hãi, không hề chần chừ thi triển thần thông của bản thân, trên người tức thời xuất hiện tầng tầng phòng hộ đủ màu sắc, còn cả yêu khí tung hoành, nhưng Chỉ chớp mắt, ba dị yêu này gào lên thảm thiết, Ti chớp màu đỏ ầm ầm nổ vang, nhất lôi phá vạn pháp, tất cả thần thông, thuật pháp, bị bóc nát hoàn toàn. Ba dị yêu đồ đằng không thể né tránh, không thể trốn chạy, liền bị bảy ti chớp đỏ bao phủ thân thể, chỉ có tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, chấn động cả chiến trường, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, hít sâu một hơi, vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi, nhất là tộc nhân của thiên tòng bộ, đặc biệt là tu sĩ Nguyên Anh và đồ đằng thánh tổ trong số đó ai nấy vẽ mặt tái đi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, mấy người lập tức lắc mình, không hề chần trừ thoát khỏi chiến trường, muốn chạy trốn, nhưng khi va phải bức màn sáng màu đỏ, liền kêu lên thảm thiết, lập tức tiêu tán dung hóa, nơi này đã trở thành tuyệt địa, đại tế tự của thiên tòng bộ, mái tóc bạc trắng, có phần tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một cây một trượng khổng lồ, mặc một bộ trường bào màu xám, lúc này thân thể run rẩy, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng nhưng rất nhanh vẻ tuyệt vọng này biến mất thay vào đó là sự kiên định vô cùng các tộc nhân thiên tòng bộ kiên trì một chút lão tổ nhất định sẽ đến cứu chúng ta lời ông ta vừa vang lên lập tức khiến cho những tộc nhân thiên tòng bộ trên cả chiến trường đang khiếp sợ trước sự mạnh mẽ của mạnh hạo trong mắt cháy lên ngọn lửa hy vọng lão tổ đang tới đây ngài sẽ tiêu diệt hắn tiêu diệt ô thần tộc thiên tòng bộ ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống tộc công thiên tòng bộ mặt trường bào màu tím mái tóc cũng bạc trắng nhưng đôi mắt sắc bén tu vi có thể sánh với đồ đằng thánh tổ bước vào nguyên anh đại viên mãn lúc này hít sâu một hơi nói khắp chiến trường trương văn tổ hít sâu một hơi lời nói của tộc công và đại tế tự giúp gã bình tĩnh lại một chút vẻ mặt âm trầm đôi mắt có chút trào phúng nhìn mạnh hạo phía xa xa lão tổ nhất định sẽ tới huống hồ chúng ta mà một trong ba bộ lạc lớn của liên minh thiên đình mạnh hạo này chọc vào không phải là thiên tòng bộ ta mà là cả liên minh thiên đình, có ba lão tổ trảm linh, hắn. Chết chắc rồi, mạnh hạo biến mất, lúc xuất hiện, tay phải chọc vào hư không, túng lấy cổ của một đồ đằng dị yêu. Dị yêu có hình người này, bị mạnh hạo bắt được, đang giải dụa, nhưng một chữ hỏa mờ nhạt của mạnh hạo sáng lên, lập tức khiến thân thể nó bùng lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này như ẩn chứa nhiệt độ cao đến không thể hình dung, dị yêu trong tay mạnh hạo ngay lập tức, kêu lên thảm thiết, hóa thành tro bụi. Mạnh hạo không thèm nhìn dị yêu chết đi, hắn nghe được lời nói của tộc công và đại tế tự thiên tòng bộ, khóe miệng nở nụ cười lạnh, đang đợi hô diên lão thất phu à, sát cơ trong mắt mạnh hạo lấp lánh, nhìn về phía tộc công thiên tòng bộ cách xa mọi người ngoài mấy trăm trượng, khoảnh khắc hắn nhìn về phía lão giả này, tộc công thiên tòng bộ lập tức nổi da gà, cảm nhận được nguy cơ sinh tử mạnh mẽ, cũng nhìn về phía mạnh hạo, vừa nhìn tới mạnh hạo, tâm thần ông ta đột nhiên chấn động, thầm nhũ không ổn hành động nhìn lại vừa rồi hoàn toàn theo bản năng nhưng khi ánh mắt hai bên vừa chạm nhau tộc công thiên tòng bộ lập tức choáng váng một cơn đau nhói lên xuất hiện giống như trong mắt mạnh hạo có ẩn chứa lưỡi dao đâm vào tâm thần mình thông qua hai mắt trảm diệt bản thân trong tiếng đổ vang tộc công thiên tòng bộ thất khiếu đổ máu đôi mắt mờ đi không ngừng lui lại hô diên lão thất phu có đến hay không mạnh mổ không biết nhưng các ngươi không đợi được đâu điểm này ta có thể khẳng định Mạnh hạo cất lời, bước tới, bảo vệ tộc công, tộc nhân xung quanh, đồng thời phát hiện cảnh này, trong khi kinh hải, lập tức bảo vệ tộc công của họ, cũng có không ít tu sĩ Nguyên Anh và đồ đằng dị yêu đồng thời lao tới. Mạnh hạo mỉm cười, lao thẳng về phía tộc công thiên tòng bộ, một đường lao tới, chém giết thẳng tay, tất cả tộc nhân, không một ai có thể ngăn cản mạnh hạo một chút nào. Tay phải hắn đưa tới chỉ ra, một tu sĩ Nguyên Anh vừa tới gần, bị hắn đâm trúng tráng phun ra máu tươi thân thể bay ngược lại mạnh hạo đã đi được trăm trượng tay áo phất lên một chữ phong cất lên xung quanh mạnh hạo cùng phong lập tức gào thét hóa thành gió lốc tức thời bảy tám tu sĩ nguyên anh và đồ đằng dị yêu lao đến đều phun máu lui lại cả chiến trường không một ai có thể ngăn cản mạnh hạo mạnh hạo cất bước chính là trăm trượng tay phải đưa lên ấn xuống phía dưới hàng xương chi thổ lập tức khuếch tán khiến cho tu sĩ vừa lao tới xung quanh lập tức run rẩy giống như bị băng phong, chôn vùi trong đất. Bước thứ ba, lại một trăm trượng, lúc xuất hiện, đã ở trước mặt tộc công thiên tòng bộ đang không ngừng rút lui, những người xung quanh, không hề e sợ lao tới. Lúc này tộc công thiên tòng bộ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lộ vẻ tuyệt vọng, tay phải mạnh hạo dơ lên, ấn nhẹ tới, kim, một chữ kim vừa ra, tay phải mạnh hạo, lập tức phát ra kim quang ngập trời, quang mang này lập tức chiếu sáng cả chiến trường, chớp mắt đã biến mất, mà tộc công thiên tòng bộ cũng hoàn toàn trở thành một bức tượng màu vàng kim. ầm một tiếng, bức tượng rơi xuống mặt đất, không hề động đậy, vẫn còn giữ vẻ tuyệt vọng lúc còn sống. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả tộc nhân thiên tòng bộ hoàn toàn ngây ra, run rẩy như gặp giá rét. Thánh tổ, thánh tổ, tộc nhân ô thần bộ ai nấy phấn chấn, gầm lên, trong tiếng gầm, phát tiết sự phẫn nộ và ấm ức lúc trước của họ, trong đó cũng ẩn chứa quyết tâm diệt tộc đối với thiên tòng bộ. Ngươi đã muốn diệt toàn tộc ta, vậy ta sẽ diệt cả bộ lạc ngươi, thù này, không thể hóa giải, cũng không có cách nào hóa giải. Lựa chọn duy nhất, chính là giữa hai bên có một, từ nay về sau hoàn toàn đoạn tuyệt huyết mạch ở vùng đất Nam Thiên, Đăng Bởi, Admin, chương 847, vì sao ngài không đến. Lão Tổ sắp đến, Lão Tổ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, kiên trì, sau khi nhìn thấy tộc công tử vong, tộc nhân thiên tổng bộ đều trở nên tuyệt vọng giờ phút này niềm tin duy nhất chống đỡ giúp bọn họ không sụp đổ chính là hô diên lão tổ bọn họ cho rằng hô diên lão tổ nhất định sẽ đến cứu bọn họ bởi vì hô diên vân minh là lão tổ của bọn họ giết chóc lại tiếp tục trong chém giết ngập trời bóng dáng mạnh hạo đã trở thành đỉnh cao duy nhất trên chiến trường này ở chung quanh hắn không có bất kỳ một tu sĩ nào của thiên tòng bộ có gan tới gần cũng không có bất kỳ dị yêu đồ đằng nào có gan ra tay nơi hắn đi qua, tất cả tu sĩ đều tránh đi, cho đến khi ánh mắt mạnh hạo, nhìn về phía trương văn tổ của thiên tòng bộ. Khoảnh khắc bị ánh mắt mạnh hạo đảo qua, thân thể trương văn tổ lập tức run rẩy, tâm thần hoảng sợ, không chút do dự mà rút lui, nhưng ngay tại lúc gã rút lui, bóng dáng mạnh hạo hóa thành khói nhẹ, chớp mắt liền hiện ra bên người trương văn tổ, ta nguyện quy hàng ô thần bộ, sắc mặt trương văn tổ lập tức trắng bệch. Mạnh hạo tạo cho gã áp lực quá lớn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến Trương Văn Tổ gấp giọng mở miệng. Thậm chí vì sợ Mạnh Hạo không tin, cả còn buông bỏ tất cả phòng hộ, ta nguyện quy hàng, ta là thiên kiêu của thiên tòng bộ, ta gia nhập ô thần bộ, ta có thể cho ô thần bộ. Trương Văn Tổ vội vã lên tiếng, nhưng lời gã còn chưa nói xong, tay phải Mạnh Hạo giống như thiểm điện, khoảnh khắc nắm lấy cổ Trương Văn Tổ, nắm chặt, ta nhớ được ngươi. Năm đó, trên mặt môn, ngươi có mặt. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, thân thể Trương Văn Tổ run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Cổ của gã như có một cái càng thật lớn kẹp chặt, khiến gã run run, khi nghe thấy lời Mạnh Hạo, liền vội vàng gật đầu, nhưng Ô thần bộ không cần người đầu hàng, trong lúc nói, tay phải Mạnh Hạo siết mạnh. Ầm một tiếng, một đời thiên kiêu của Thiên Tòng bộ, tu hành 200 năm, đã đến Nguyên Anh sơ kỳ Trương Văn Tổ, sụp đổ, nguyên anh dập nát, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Mạnh hạo buông lỏng tay ra, xoay người. Tới giờ khắc này, trong mắt hắn, cả thiên tòng bộ chỉ còn lại hơn một vạn người. Từng có hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh, hiện giờ chỉ còn lại có hơn 20 người. Về phần dị yêu đồ đằng, hiện giờ chỉ còn lại có năm thiên tòng bộ, đến bây giờ, đã tính là ngã xuống. Tuy nhiên, chỉ cần có hô duyên lão tổ, bọn họ vẫn là đại bộ. Lúc này, dưới sự chủ trì của đại tế tự thiên tòng bộ, tất cả tộc nhân lui lại thành một khối, dường như thay đổi thân phận với ô thần bộ lúc trước. Họ bị tộc nhân ô thần bộ cùng với hơn 10 vạn u hồn kia, còn có 7 người khổng lồ biển tím, tầng tầng vây quanh, trong khu vực đám người thiên tòng bộ, đại tế tự nâng tay phải lên, dơ cao một trượng, vẽ mặt bi ai. Lão cắm mạnh một trượng xuống mặt đất, rồi phun ra máu tươi, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, lão tổ, ngài vì sao còn chưa tới, thiên tòng bộ, sắp diệt vong. Tám vạn tộc nhân, giờ phút này chỉ còn lại một vạn. Lão tổ, ngài, vì sao không đến? Đại tế tự thiên tòng bộ thanh âm thê lương, ngửa mặt lên trời gào rú. Cùng lúc đó, một trượng trước người lão tản mát ra hào quang màu trắng, hóa thành một tia sáng trực tiếp xông lên bầu trời, va chạm cùng lồng sáng màu đỏ do huyết ngao tạo thành, rồi dần dần biến mất. Tuy nói là biến mất, nhưng kêu gọi của đại tế tự cũng là lấy phương pháp huyết mạch đặc thù, truyền ra bên ngoài, truyền vào trong sơn môn của thiên tòng bộ vào trong tâm thần hô diên lão tổ đang đã tọa mạnh hạo đứng giữa không trung nhìn cảnh tượng này hai mắt hơi hơi lóe khi tay phải nhấc lên ba chiếc diệt linh đinh xuất hiện thần thức dũng mãnh của mạnh hạo chui vào trong diệt linh đinh lại mượn lực lượng huyết ngao sau khi hủy diệt lạc ấn bên trong thì để lại lạc ấn của bản thân các ngươi đối với ô thần bộ như thế nào mạnh mổ cũng đối xử như vậy với các ngươi cũng là công bằng mạnh hạo thản nhiên mở miệng tay phải đồng thời vung lên một chiếc diệt linh đinh lập tức hóa khổng lồ ở giữa không trung dựng thẳng rồi đâm vào trong mặt đất mạnh hạo ở trên hư không nhấn một cái cái đinh màu đen khổng lồ này trong một tiếng nổ vang thì đâm sâu vào mặt đất cho đến khi bị chôn vùi quá nữa mới dừng lại cùng lúc đó một quần sáng màu đen lập tức xuất hiện bao phủ toàn bộ thiên tòng bộ ngay sau đó chiếc đinh thứ hai cũng bay ra ở một vị trí khác đâm xuống mặt đất. Theo cái đinh thứ hai cắm xuống, quần sáng màu đen càng trở nên nồng đậm, tộc nhân thiên tòng bộ trong đó bắt đầu run rẩy thân thể, bắt đầu héo rũ. Khi chiếc đinh thứ ba cũng cắm vào mặt đất, trận pháp diệt linh đinh, chợt triển khai. Tất cả tộc nhân thiên tòng bộ, giống như tộc nhân ô thần bộ lúc trước, thân thể nhanh chóng héo rũ, sức sống của bọn họ đang bị cướp đoạt rất nhanh, trong run rẩy. Tất cả tộc nhân thiên tòng bộ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ nhìn về phía đại tế tự, đại tế tự ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mặc cho thân thể của mình đang héo rũ rất nhanh, thanh âm đau khổ của lão, mang theo sự tuyệt vọng sâu hơn, lại truyền ra, "Lão tổ, cứu cứu tộc nhân của ngài, lão tổ, ngài vì sao không đến, là từ bỏ chúng ta sao?" Mạnh Hạo ở giữa không trung, nhìn cảnh tượng này, không nói gì, mà ngẩng đầu, nhìn bầu trời, lộ ra vẻ trầm tư, tộc nhân Ô thần bộ bốn phía cũng trầm mặt xuống bọn họ cũng không phải là hạng người hiếu sát. Giờ phút này, theo những tộc nhân tuyệt vọng kia nhìn lên trời, bọn họ nghĩ tới bản thân lúc trước. Nếu không có mạnh hạo trở về, có lẽ bọn họ cũng sẽ giống như thiên tòng bộ. Trước khi chết, kêu gọi liên tục, thời gian trôi qua, trong quần sáng màu đen, bắt đầu có tộc nhân thiên tòng bộ, trải qua héo rũ, sinh mệnh chi hỏa dần dần tắt liệm, trở thành thây khô, ngã xuống. Theo tử vong của bọn họ, theo sức sống bay ra, ở trong trận pháp này, dần dần có một luồng khí xoáy màu trắng, đang từ từ ngưng tụ, càng ngày càng có nhiều tộc nhân trở thành thay khô, đại tế tự dung nhan héo rũ, cả người giống như mới vừa từ phần mộ leo ra, toàn thân tràn đầy tử khí. Nhưng lão vẫn ngẩng đầu nhìn khoảng không trên trời, cho dù hai mắt vô thần, nhưng thanh âm của lão vẫn quanh quẩn, lão tổ, chúng ta làm sai sao, lão tổ, mời đáp lại ta, chúng ta làm sai sao, ngài vì sao không đến, một ngàn, ba ngàn, năm ngàn, cho đến khi mười ngàn tộc nhân, đồng loạt ngã xuống, đồng loạt trở thành thây khô, cho đến khi những tu sĩ Nguyên Anh cũng bắt đầu run rẩy, những vị yêu đồ đằng, cũng phát ra tiếng thê lương bất lực. Đại tế tự của thiên tòng bộ, bi thảm, cười rộ lên, cười, cười, thanh âm dần dần thê lương, cũng có oán khí thật sâu, tại trong chớp mắt đó, ầm ầm bùng nổ, lão tổ, ngài vì sao không đến? Một, theo tiếng oán hận thê lương của lão, những tu sĩ Nguyên Anh còn sống kia, cũng thê lương, quán khí tràn ngập, toàn bộ ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào rú cuối cùng, trong sinh mạng, đăng bởi, admin, chương 848, vì sao ngài không đến? hai Ngài, vì sao không đến? ầm uhm, trong quần sáng, toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh trở thành thây khô, vì yêu đồ đằng thê lương mà chết. Giờ phút này, chỉ còn lại một mình đại tế tự, trong cười thảm và oán độc, dập tắt sinh mệnh chi hỏa khi toàn bộ bọn họ tử vong quần sáng màu đen lập tức biến mất khí tuyền màu trắng trôi nổi trong đó giờ phút này đã ngưng tụ hóa thành một hạt châu màu trắng hạt châu này không dựa theo dự đoán của mạnh hạo từ từ bay lên biến mất không thấy gì mà lơ lửng ở nơi đó cho đến khi bị tộc nhân ô thần bộ lấy đi cũng không có chút dị thường nào cảnh tượng này khiến mạnh hạo hơi nhíu mày một chút ngẩng đầu nhìn bầu trời hô diên lão tổ rốt cuộc ngươi suy nghĩ cái gì Mạnh hạo trầm mặt, sau một lúc lâu sau, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Khi cúi đầu, nhìn về phía túi trữ vật, con yêu linh hắn đoạt được trong khư kiều giới năm đó, đang tản mát ra hào quang rực rỡ, tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, trong mơ hồ, còn tràn ra một cổ lực hút, ánh mắt mạnh hạo chợt lóe, hắn nghĩ tới yêu tiên cổ giới mở ra. Tính toán này, hình như cũng sắp tới rồi, hô duyên lão tổ, mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, một trận chiến này, ta và ngươi không thể tránh khỏi. ánh mắt mạnh hạo đảo qua tộc nhân ô thần bộ, đảo qua đại mao, đảo qua mang cự nhân, rồi vung tay phải lên. quang màn hồng sắc bốn phía lập tức co rút lại, hóa thành huyết ngao, hiện ra dưới chân mạnh hạo. đứng trên đầu huyết ngao, mạnh hạo nhìn về phía xa xa. ta muốn đi đến sơn môn của thiên tòng bộ, các ngươi không cần đi theo nữa. mạnh hạo quay đầu lại, nhìn thoáng qua tộc nhân ô thần bộ, tại trong ánh mắt cuồng nhiệt tràn đầy sùng kính của một đám tộc nhân, Mạnh Hạo cảm nhận được xung quanh đây, tràn ngập lực lượng tín ngưỡng nồng đậm, lực lượng này, tràn ngập bốn phía Mạnh Hạo, sau khi chồng tầng tầng lớp lớp lên người hắn, còn dung nhập vào trong cơ thể, theo tu vi vận chuyển. Khiến cho tu vi Mạnh Hạo, tại thời khắc này, giống như bất luận thuật pháp nào, cũng sẽ không tiêu hao chút nào, lúc xoay người, túi càng khôn của Mạnh Hạo mở ra, lấy đi toàn bộ thi hài của tộc nhân thiên tòng bộ trên chiến trường này, sau đó, huyết ngao dưới chân nhán lên một cái, gào thét lao thẳng về phương xa, thánh tổ đại nhân, ngài, có còn trở về không? Ở phía sau mạnh hạo, ô thần bộ đồng loạt cúi đầu, ô trần và ô linh trong đám người, nhìn mạnh hạo đi xa, có chút phiền muộn mơ hồ. Người lên tiếng, cũng chính là ô trần, ân tình của mạnh hạo đối với y, không giống với những người khác, sẽ, bóng dáng mạnh hạo dừng lại giữa không trung, nhẹ giọng mở miệng, đảo mắt đi xa. Đại Mao ở giữa không trung ô ô vài tiếng, Trước khi đi, ánh mắt Mạnh Hạo có sự cổ vũ nhìn nó, kinh thứ đằng điều cắm vào mặt đất, lay động, giống như cũng đang nhìn bầu trời, nhìn Mạnh Hạo rời đi, còn có những lão nhân theo Mạnh Hạo một đường di chuyển năm đó, đáy lòng bọn họ càng thêm phiền muộn. Bọn họ không biết, lần gặp tiếp theo là bao nhiêu năm sau, có lẽ bản thân đã không còn ở nhân gian, Mạnh Hạo đi rồi, chim anh vũ và miếng mỡ đông ở trên vai hắn, thỉnh thoảng quay đầu lại liên tiếp nhìn về phía thiên phương thú trong ô thần bộ, cho đến khi đi xa, chúng nó có loại dự cảm mơ hồ, có lẽ, lần gặp lại tiếp theo, chính là mấy trăm năm sau, cũng có lẽ sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, rất nhanh, chim anh vũ đã quay đầu, hai mắt sáng lên, nhìn chầm chầm huyết ngao, trong ánh mắt kia có một chút cuồng nhiệt, khiến miếng mở đông sau khi phát hiện, thì thân thể bỗng nhiên run run một chút, huyết ngao hình như cũng có cảm giác, khi kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thì chim anh vũ chỉ còn lại một bộ dạng quân tử, còn nhếch miệng cười thiện ý với huyết ngao, nhưng lại theo bản năng, liếc về phía thiên phương thú, thấy thiên phương thú còn đang lâm vào trong thương cảm, lúc này chim anh vũ mới nhẹ nhàng thở ra, giờ khắc này, trên biển tím Tây Mạc, giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Một nữ tử tuyệt mỹ, mặc quần lụa mỏng hồng nhạt, mang theo vẻ buồn bực, đi ra, yêu tiên cổ giới đã bắt đầu mở ra, khi lực truyền tống nồng đậm nhất, Tất cả những người mang theo yêu linh đều bị truyền tống vào trong đó. Mạnh Hạo, bà cô nhớ kỹ ngươi rồi. A. À, hắn không còn tiếp tục hóa yêu, nữ tử này chính là Chỉ Hương. Giờ phút này, nàng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía biển tím, sau đó lại sửng sốt, mặt mày lập tức hớn hở, coi như ngươi còn có chút lương tâm, biết phụ trách với bà cô ta. Chỉ Hương hừ một tiếng, lựa chọn một đảo núi nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ yêu tiên cổ giới mở ra cùng lúc đó cả vùng đất mặt thổ cũng có một vài tồn tại đã nhận ra lực truyền tống đều đang chờ đợi một khắc khi tộc nhân thiên tòng bộ ở trong quần sáng màu đen của diệp linh đinh mang theo oán khí thê lương mà tử vong thì trong sơn môn của thiên tòng bộ hô duyên lão tổ đang khoanh chân ngồi trong tấm địa đột nhiên mở mắt trong mắt lão hiện lên một chút hàng quang và vô tình chung quanh lão dần dần xuất hiện những oán khí tạo thành hồn những hồn này là tàn hồn chủ hồn của chúng đã diệt vong, giờ phút này xuất hiện, là ý niệm còn sót lại, gửi trong sơn môn. Những oan hồn này, lơ lửng xung quanh hô diên lão tổ, thê lương không tiếng động quanh quẩn. Vẻ mặt hô diên lão tổ vẫn bình tĩnh, liếc nhìn mấy vạn oan hồn bên mình một cái, lão thản nhiên mở miệng, giống như thì thào, tử vong của các ngươi, không phải là không có ý nghĩa. Tử vong của các ngươi, đối với ta có ý nghĩa trọng đại, không phải ta không đi cứu các ngươi, mà là các ngươi nhất định phải chết cái chết của các ngươi càng thê thảm lòng ta mới có thể càng vô tình cái chết của các ngươi càng thê lương đạo của ta mới có thể càng kiên định khánh nhi chết khiến đạo của ta không thể hoàn mỹ phương pháp duy nhất chính là tìm ra tồn tại thay thế khánh nhi mà các ngươi tám vạn tộc nhân thiên tổng bộ chính là thay thế của khánh nhi ta nhìn các ngươi chết đi có năng lực nhưng không đi cứu trơ mắt nhìn tử vong của các ngươi mỗi một lần các ngươi kêu gọi đều khiến lòng ta đau đớn nhưng đau càng sâu hủy diệt tình càng nhiều các ngươi sẽ không tử vong một cách vô ích các ngươi sẽ giúp đạo của ta đạt tới trảm linh đệ nhất đao đỉnh cao hồ diên lão tổ nhẹ giọng nói về phần bộ lạc có ta thì còn có bộ lạc hồ diên lão tổ nhắm nghiền hai mắt cả vùng đất mặt thổ bảy người khổng lồ biển tím nện bước đi nhanh rầm rầm mà chạy từ xa nhìn lại giống như biển tím cuộn trào khí thế vô biên Mạnh hạo đứng trên đầu huyết ngao, theo huyết ngao một thân lông đỏ, ở giữa không trung, gào thét lao về phía trước. Mục tiêu, chính là sơn môn ở mặt thổ của thiên tòng bộ. Khi đi về phía trước, sắc mặt mạnh hạo cực kỳ âm trầm, mí mắt không ngừng nhảy lên, tay phải lại theo bản năng mà nắm lại, phát ra thanh âm răng rắc. Nhưng tất cả chuyện này, không phải vì thiên tòng bộ, cũng không phải vì hô diên lão tổ, mà là vì chim anh vũ, đăng bởi, admin, chương 849 ngũ gia vì yêu ảo tưởng cả đời này xin chào ngươi có thể gọi ta là ngũ gia chúng ta có thể làm quen một chút không chim anh vũ bay trước mặt huyết ngao một bộ quân tử nhưng thấy thế nào cũng có một vẻ đáng khinh đang ẩn tình ánh mắt đưa tình nhìn huyết ngao trong mắt huyết ngao có chút kinh ngạc mang theo vẻ khó hiểu nhìn về phía chim anh vũ ánh mắt này rơi vào trong mắt chim anh vũ lập tức khiến nó suýt nữa thì không thể khống chế nổi suýt xông tới vội vàng dùng móng vuốt bắt lấy lòng ngực mình trong lòng thầm quát lên chính là nó nó chính là tình cảm chân thành cả đời này của ngũ gia rồi xem bộ lông này mê người cỡ nào nhìn ánh mắt này tinh khiết đơn độc cỡ nào nhìn dáng người này sung mãn hấp dẫn cỡ nào nó chính là tình cảm chân thành cả đời này của ngũ gia hai mắt chim anh vũ ngập nước mang theo sự si mê và cuồng nhiệt nhìn huyết ngao bé cân xinh đẹp thỉnh cho phép ta lại giới thiệu mình một chút. Ngươi có thể gọi ta là Ngũ Ca, từ nay về sau, ngươi chính là tiểu muội muội của ta nha. Từ nay về sau, ngươi, trong mắt chim anh vũ mang theo hào quang, còn đang ở nơi đó lớn tiếng thổ lộ, thì thanh âm âm trầm của mạnh hạo, giống như riết ra từ trong kẻ răng, cút, ầm một tiếng, chim anh vũ kêu thảm thiết, thân thể lập tức lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, trong nháy mắt bụi bặm, mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn chầm chầm mạnh hạo, móng vuốt không biết từ chỗ nào, bỗng nhiên lấy ra một miếng vải đen, trực tiếp che đi một con mắt của mình, khí thế lập tức cuộc khởi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiểu mạnh tử, ngũ gia quyết đấu với ngươi. Người nào thắng, bé cưng xinh đẹp này, liền thuộc về người đó, chim anh vũ nổi điên, giờ phút này nó cực kỳ kiêu ngạo. Nó cảm thấy bản thân là vì yêu mà cùng nhiệt, nó càng cảm thấy, thông qua việc khiêu chiến mạnh hạo, nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của bé cưng xinh đẹp kia. Mạnh hạo cảm thấy gân xanh ở Thái Dương không ngừng nhảy lên, đau đầu khủng khiếp. Hắn không thể không thừa nhận, bản thân đã quên mất ham mê đặc thù của con chim anh vũ này. Nhất là khi hắn nhìn về phía huyết ngao, thì cũng không thể không thừa nhận, lấy bộ dáng giờ phút này của huyết ngao, quả thức, đối với chim anh vũ mà nói, có lực hấp dẫn kinh người, nó là công đấy. Mạnh hạo cười khổ giải thích, mặc kệ trống mái, ngũ gia có thể vì yêu ảo tưởng cả đời. Chim anh vũ dường như cảm thấy bị nhục nhã, thê lương trống to, tạp mau đủ loại màu sắc trên thân dựng thẳng lên, đúng bộ dáng gà chọi, nhưng thực tế, lại có chút đắc ý trong lòng. Nó cho là khi mình nói những lời này thực sự là quá anh Tuấn rồi, khi nói xong, mắt nhỏ đảo qua, quan sát vẻ mặt của huyết ngao, mạnh hạo trầm mặt, càng thêm đau đầu, nhìn thấy bộ dạng cần phải ăn đòn của chim anh vũ, hắn lập tức nâng tay phải vung mạnh. Cùng phong gào thét, ầm ầm cuốn về phía chim anh vũ, trực tiếp nhấc chim anh vũ lên, tại trong cuồng phong, chim anh vũ dãy dụa rống to, ta là chân ái, chân ái vô địch, cút, mạnh hạo càng thêm đau đầu hơn, lại vung tay áo, trong cuồng phong gào thét, thanh âm chấp nhất của chim anh vũ lại truyền ra lần nữa, mạnh hạo, ngươi quá vô sĩ rồi, ngươi muốn chia rẽ chúng ta, ngươi là người thứ ba, sắc mặt mạnh hạo càng âm trầm hơn, trực tiếp đánh ra một quyền, tiếng rít gào cuồng nhiệt của chim anh vũ, cũng theo đó mà vọng lại, ngũ gia yêu, cả đời không thay đổi. Ngũ gia yêu, có thể yêu 10.000 năm, chim anh vũ giống như đem hết khả năng, lớn tiếng thổ lộ, sau đó vội vàng cố ý, lại phát ra một tiếng hét thảm. Ở trong cuồng phong, lui ra sau vài bước, nó nhìn huyết ngao, một bộ dạng si tình, lớn tiếng trống lên, bé cưng, ngũ gia có thể vì yêu đi đến chân trời. Chúng ta bỏ trốn đi, nói xong, hai mắt chim anh vũ còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt huyết ngao đã có tu vi trảm linh thần trí không hề thấp lúc trước nó còn có chút không hiểu rõ vì sao lại thế này nhưng bây giờ sau khi thấy được ánh mắt của chim anh vũ dũng mãnh như huyết ngao cũng phải run run một chút sau đó còn chợt phẫn nộ cơn giận ngập trời này giống như bị khiêu khích như bị nhục nhã như bị nhận thức thành mẫu khuyển loại kích thích mãnh liệt này lập tức khiến huyết ngao giận tím mặt nó gầm nhẹ một tiếng khoảnh khắc lao ra khi tới gần chim anh vũ thì trực tiếp tát ra một cái ầm một tiếng chim anh vũ lập tức bị đập bay nhưng khi ở giữa không trung nó vẫn chấp nhất lớn tiếng có thể vì yêu đi đến chân trời có thể vì yêu ảo tưởng cả đời đây là vĩ đại là si tình là một lòng của ngũ gia khi chim anh vũ còn đang vì yêu mà lớn tiếng thổ lộ thì huyết ngao lại khoảnh khắc biến mất khi xuất hiện liền hiện ra trước mặt chim anh vũ nó vỗ móng vuốt vào miệng, rồi mở ra miệng lớn dính máu, mang theo hơi lạnh, hướng về phía chim anh vũ, phát ra tiếng động uy hiếp, đôi bên dựa vào quá gần, chim anh vũ so với cái đầu khổng lồ của huyết ngao, quả thật là bé nhỏ không đáng kể, chim anh vũ đang muốn dãy dụa, uy áp trảm linh đến từ huyết ngao ầm ầm giáng xuống, lập tức khiến chim anh vũ ngừng dãy dụa, mở to mắt. Nhìn gương mặt huyết ngao gần trong gan tất, vẻ mặt chim anh vũ say mê, giống như khó lòng kìm nổi thế mà lại dùng cái mỏ nhọn, đi. Hôn huyết ngao một cái, huyết ngao sửng sốt, mạnh hạo sửng sốt, mà ngay cả miếng mỡ đông cũng sửng sốt, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, ngũ gia thích bé cưng hùng mạnh. Càng hùng mạnh, càng phản kháng, ngũ gia lại càng thêm ưa thích, hào quang trong hai mắt chim anh vũ càng thêm mãnh liệt, nhìn huyết ngao, lớn tiếng nói, huyết ngao ngửa mặt lên trời, rít gào một tiếng, giống như phẫn nộ tới cực hạn rồi, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, ầm một tiếng, trực tiếp táp một ngụm tới xé mạnh một cái toàn thân chim anh vũ lập tức nát bấy nhưng trong phút chốc lại ngưng tụ tiếp tục cái bộ dạng mặt dày không cần mặt mũi kia gào thét lớn có thể vì yêu đi đến chân trời có thể vì yêu ảo tưởng cả đời cho dù ngươi giết ta một nghìn lần đối với ngũ gia mà nói chỉ là thiên truy bách luyện mà thôi tình yêu của ta đối với ngươi vĩnh hằng bất biến chim anh vũ lại thổ lộ qua muôn ngàn thử thách khuyết ngao ầm một tiếng vọt tới trực tiếp xé rách, luẩn quẩn thành vòng tuần hoàn, Mạnh Hạo ấn lấy mi tâm, không ngừng cười khổ. Miến Mở Đông chẳng biết từ lúc nào, hiện ra trên vai Mạnh Hạo, cũng học theo Mạnh Hạo, biến ra một bàn tay xoa mi tâm, mà ngay cả vẻ mặt cũng giống như đúc, hiện tại, ngươi đã biết vì sao Tam gia muốn dùng thời gian cả đời để độ hóa nó rồi đi. Miếng Mở Đông trầm thấp mở miệng, một bộ bí hiểm, ra vẻ ngươi sẽ hiểu ánh mắt của ta, hiểu rõ. Chương 850 Hô Diên Bản Tôn. Ngươi hiểu. Ngươi thật sự hiểu rõ. Trời à, ngươi thật sự hiểu rõ, ngươi hiểu ta. Ta và ngươi nói về một sự kiện ở hơn ba vạn năm trước đi. Hơi quá đáng, rất kinh người. Đúng rồi, nói về lúc trước, chúng ta nói một chút về khí trời hơn bảy vạn năm trước đi. Miếng mỡ đông hưng phấn mà run hẳn lên, không ngừng mở miệng nói đâu đâu. Hai lỗ tai mạnh hạo ù ù, Ngơ ngác nhìn huyết ngao và chim anh vũ tư đấu phía trước, bên tai nghe miếng mở đông dông dài nói đâu đâu, một cảm giác muốn điên rồi, nảy sinh trong đầu mạnh hạo. Hắn cảm thấy, cho dù là một người bình thường, ở cùng với miếng mở đông và chim anh vũ một thời gian dài, cũng sẽ trở nên không bình thường. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên rất thông cảm cho lão tổ lý gia ở trong mặt nạ huyết sắc, mạnh hạo thở sâu, ngoan ngoãn trầm mặt, không nói một lời, mặc cho miếng mở đông nói đâu đâu mặc cho chim anh vũ không ngừng bị huyết ngao đập bay rồi lại không ngừng bay trở về nói những lời mà sau khi nghe xong mạnh hạo cảm thấy cực kỳ buồn nôn thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua nửa ngày sau trong lúc chim anh vũ và huyết ngao còn đang không ngừng thổ lộ cầu yêu và bạo lực cự tuyệt thì phía trước mạnh hạo xuất hiện sơn môn của thiên tòng bộ cửa sơn môn này là một ngọn núi hồ lô cực lớn bộ dáng của núi này giống như một cái hồ lô đá sừng sững giữa vùng đất Bốn phía thân núi, không có vật gì, không có một ngọn cỏ, cửa vào duy nhất chính là miệng hồ lô đỉnh núi, khoảnh khắc nhìn thấy núi hồ lô này, Mạnh Hạo bỗng nhiên có loại cảm giác giải thoát. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, lao thẳng tới miệng hồ lô đỉnh núi, tốc độ cực nhanh, lập tức tới gần. Nháy mắt khi tới miệng hồ lô này, hắn ngay lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cấm chế mãnh liệt, miệng hồ lô giống như miệng núi lửa, lớn chừng trăm trượng, một cái phù văn thật lớn khắc trên miệng hồ lô này, giống như hư ảo trôi nổi, ngăn cản tất cả thần thức, tất cả thân thể bước vào. Mơ hồ nhìn xuyên qua miệng hồ lô hư ảo này, mạnh hạo có thể nhìn thấy trong miệng hồ lô, tồn tại một mảnh thế giới, hắn nhìn thấy lượng lớn ốc xá, thấy được điêu lan ngọc thế tinh mỹ, thấy được vô số đại điện, còn có một khu vực bộ lạc, có khoảng chừng vạn người, đang khoanh chân ngồi trên mọi chỗ của ốc xá, giống như tản ra toàn bộ tu vi, thân thể như một nát dường như đã dung hợp lại với những tòa ốc xá đó, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là trả giá bằng sinh mạng, để đẩy mạnh tấm chế này vận chuyển, ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy trong hồ lô này có hai tầng khu vực. Tầng thứ nhất chính là thế giới mà bản thân nhìn xuyên thấu mà thấy qua miệng hồ lô. Còn tầng thứ hai lại nằm ở nửa dưới của hồ lô này, nhưng cụ thể hơn nữa thì Mạnh Hạo không thấy rõ được gần như trong nháy mắt khi Mạnh Hạo đi tới núi Hồ Lô này, hắn đã nhận ra, ở trên bầu trời này, tại bốn phương tám hướng, hình như có tồn tại một tia thần thức của Trảm Linh. Ngoài ra, còn có một vài tia khác nhưng đều không phải là Trảm Linh, nhưng cũng dũng mãnh như thần thức. Một vài tia có thể tập trung pháp bảo ở cự ly xa, giúp cho tu sĩ có được pháp bảo của bộ lạc, có thể ở địa phương xa xôi, nhìn tình huống bên này, đối với những thứ này, Mạnh Hạo không để ý đến. Trong lòng hắn biết, một trận chiến lúc trước giữa mình và thiên tòng bộ, không có một ai đến quấy nhiễu, cũng đã biểu hiện một loại thái độ, mà hiện giờ, sự tồn tại của những thần thức này, liền biểu hiện thái độ rõ ràng hơn. Bọn họ muốn xem xem, mình cùng hô duyên lão tổ, cuối cùng sẽ là kết quả gì, về phương diện này có quan hệ đến một chút khúc mắc lợi ích, mà mạnh hạo không muốn hiểu rõ, không cần mạnh hạo chỉ bảo, huyết ngao cả đoạn đường này bị chim anh vũ phiền đến khó chịu, đã khoảnh khắc mà đến, toàn thân hồng quang lóng lánh, khí tức trảm linh ầm ầm bùng nổ. Một móng vuốt, trực tiếp đánh lên cấm chế phù văn, ầm một tiếng, phù văn kia trong tiếng ken két lập tức hỏng mất, đồng thời, trong miệng hồ lô khi phù văn sụp đổ lại xuất hiện một cấm chế nữa. Toàn thân huyết ngao khuếch tán ra khí tức hung thần, gầm nhẹ đánh ra tiếp, mỗi một lần đánh ra, núi hồ lô đều bị chấn động, cho đến hơn 10 hô hấp sau, huyết ngao đã phá bỏ mấy trăm tầng cấm chế, nhưng miệng hồ lô nơi đây cũng chỉ mới lõm xuống, hơn 50 trượng mà thôi. Trong hồ lô này, rõ ràng, đều là cấm chế trận pháp. Huyết ngao đang muốn tiếp tục ra tay, thì mạnh hạo thản nhiên ngăn cản. Hắn đứng ở ngoài miệng hồ lô, nhìn xuống phía dưới, trong mắt hiện lên chút hàng quang, tay phải vung lên, trong bảy người khổng lồ biển tím, lập tức có một người cất bước đến, trong phút chốc, tại ngoài miệng hồ lô này, thân thể người khổng lồ chấn động mạnh một cái, thế nhưng lại hóa thành một mảnh biển tím vô biên từ miệng hồ lô, lao thẳng vào trong, người đã chết, cấm chế dĩ nhiên được phá, Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Khi còn ở Nam Vực, Mạnh Hạo còn không học được sự lãnh khốc, nhưng trải qua những rèn luyện ở mặt thổ, Tây Mạc, nhất là khi mang theo ô thần bộ một đường di chuyển, tất cả đều khiến Mạnh Hạo sớm lột bỏ vẻ ngây ngô từng có, dưới hoàn cảnh và những gì đã trải qua, Mạnh Hạo đã âm thầm thay đổi đã trở nên hoàn toàn phù hợp với thân phận tu sĩ của bản thân, đối đãi với kẻ thù, cho dù là dùng tất cả thủ đoạn, đều là chính xác. Đối đãi ân nhân, mặc kệ bất cứ giá nào, cũng phải báo ân. Trong khoảnh khắc mạnh hạo lên tiếng, trong hồ lô, khi biển tím dũng mãnh vọt vào, lực diệt tuyệt cũng ầm ầm bùng nổ, tạo thành tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, tại thời khắc này, truyền khắp bốn phía, toàn bộ núi hồ lô đều chấn động mãnh liệt, sống và chết va chạm, lực diệt tuyệt bùng nổ. Những cấm chế trong hồ lô này, cho dù dũng mãnh hơn nữa, nhưng cũng đều ẩn chứa sức sống bên trong. Những sức sống này, có lẽ không phải do bản thân cấm chế có được, nhưng tại trong miệng hồ lô này, theo biển tím dũng mãnh tiến vào, sức sống của 10.000 tộc nhân thiên tòng bộ kia, liền từng chút một bạo nổ. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ thế giới trong miệng hồ lô, những tu sĩ khoanh chân ngồi trên đỉnh ốc xá kia run rẩy bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, cấm chế trong miệng hồ lô, lập tức nổ vỡ từng tầng một. Cùng lúc đó, người khổng lồ thứ hai cũng tiến đến, hóa thân thành nước biển, dũng mãnh lao vào miệng hồ lô. Sau đó là người thứ ba, thứ tư, cho đến người khổng lồ thứ năm cũng đều trở thành nước biển, dũng mãnh lao vào miệng hồ lô, thì toàn bộ thế giới trong hồ lô nổ vang ngập trời, cấm chế, sớm đã tự phá bỏ, nước biển tràn ngập, chiếm cứ toàn bộ thế giới ở tầng thứ nhất của hồ lô. Tất cả tồn tại, tất cả sinh mạng, tất cả tu sĩ, ở trong biển tím này, trong tiếng nổ vang này, đều bị lực lượng diệt tuyệt hủy diệt, hơn 10 vạn u hồn, cũng theo đó nhảy vào trong biển tím, hoành hành bát phương trong thế giới ở tầng thứ nhất trong miệng hồ lô này. Cho đến khi phát hiện một cái trận pháp thật lớn ở tầng thứ nhất này, đăng bởi admin